Thành Luân xin kính chào quý khách, và hôm nay là buổi sáng ngày 12 tháng 12 năm 2016. Quý vị đang xem video clip được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và trong cái clip ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế ăn mẫu lan tàu bằng gỗ gụ được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần mộc, và bộ bàn ghế này cũng đã có chủ nhân, đó chính là chú Sơn, chú ở thành phố Lạng Sơn, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2016, mẫu này là mẫu bàn ăn mẫu ghế lan tàu, nó rất đẹp và đẳng cấp. Chú Sơn cũng làm khách hàng mua rất nhiều đồ của chúng tôi rồi, và còn bộ hôm trước thì chúng tôi có bàn giao một bộ tần thủy hoàng cho chú Hiệu, và bộ và một chiếc giường cũng cho chú Hiệu, và cùng chuyến xe đó là có hai sản phẩm của chú Sơn, đó là một chiếc tủ thờ cộng một chiếc bàn thờ cũng của chú Sơn. Chú Sơn thì còn một bộ bàn ăn này, chúng tôi hôm nay chúng tôi xong hết phần mộc, hiện tại là tôi mới xong được 6 ghế, còn còn 4 ghế nữa chú Sơn đặt thêm, đặt ngoài là 4 ghế nữa. Bộ này là gồm có 10 ghế, nhưng mà thực sự ra là 4 ghế nữa chú cũng là để dự phòng thôi, còn thực sự của cái bàn của bộ này là chỉ còn 6 ghế thôi. Đấy, quý vị đang thấy trên màn hình đây, mẫu lan tàu rất đẹp và đặc sắc. Và sau khi chúng tôi quay video clip xong, chúng tôi sẽ cho xưởng phun để phun PU theo yêu cầu của chú. Đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị bộ bàn ghế lan tàu này. Gỗ vụ là làm rất là tinh xảo, lối làm rất mới của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đây, chúng tôi sẽ bỏ một chiếc ghế ra để quay cho quý vị thấy gỗ lan tàu này. Ghế nó rất đẹp, rất đơn giản và thanh mảnh. Vì sao chúng tôi lại gọi là mẫu lan tàu? Lan tàu này là cái mẫu người Trung Quốc rất ưa chuộng. Mà từ xưa nay chúng tôi đã làm rất nhiều các cái sản phẩm này bán cho người Trung Quốc, và đến bây giờ chúng tôi tái hiện lại để làm ra những sản phẩm này. Và ngoài bộ này của chú Sơn ra, thì Thành Luân chúng tôi sắp tới cũng dựng thêm khoảng một bộ nữa, thì gần cuối năm là còn một bộ nữa. Khách nào có nhu cầu nhanh tay đăng ký, chúng tôi sẽ làm cho kịp tiến độ để bàn giao. Bây giờ năm hết Tết đến rồi, cái vách tựa này chúng tôi làm rất cong, ngồi nó rất ôm lưng. Đây này, ngồi vào nó rất chi là ôm lưng. Cái vách này là vách liền, chúng tôi là vanh thủng nha, cả một liền một miếng luôn, nó rất đẹp. Phần phía chân này, cái dáng ghế đây trông nó rất đẹp. Đây chúng tôi sẽ làm không gian 3 chiều để quý vị thấy được. Đây là không gian 3 chiều. Không gian 3 chiều của bộ ghế này. Đây là mặt tiền, ở đây là mặt hậu, và đây là mặt hồi. Nó rất đẹp, nó rất thanh mảnh. Quý khách có nhu cầu để sở hữu một sản phẩm giống hệt như này, quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi 0967110389 hoặc là 0972770888, bởi vì chúng tôi là còn một bộ duy nhất nữa. Chúng tôi đang pha gỗ, trong cái thời kỳ gỗ đang rất khan hiếm, chúng tôi còn một lô gỗ để làm các bộ bàn ăn này, thì chúng tôi sẽ cho dựng một bộ bằng gỗ gụ mẫu y hệt như này, mẫu lan tây, và xin lỗi quý vị, mẫu lan tàu. Đây, bàn chân chúng tôi làm bàn chân trụ, nó rất đẹp, rất đặc sắc. Quý vị đã vừa rồi đã xem cái không gian 3 chiều chúng tôi kê mỗi một chiếc ghế một thế để quay cho quý vị thấy. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2016 chúng tôi quay video clip để giới thiệu bộ bàn ghế ăn mẫu lan tây, là lan tàu của chú Sơn, chú ở thành phố Lạng Sơn. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách, và xin giới thiệu một chút về Thành Luân chúng tôi. Thành Luân chúng tôi tọa lạc trên hai cơ sở. Cơ sở 1 chúng tôi ở khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 chúng tôi xuống nhà phố 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đồng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và ngoài ra, Thành Luân chúng tôi còn gian hàng cách cơ sở 1 chừng khoảng 5
10m. Gian hàng trưng bày rất nhiều các sản phẩm, và cách gian hàng và cơ sở 1 của gỗ Thành Luân chúng tôi chính là xưởng sản xuất mà quý vị đang thấy đây, nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc quý khách có thể truy cập youtube.com và tìm kiếm đồ gỗ Thành Luân để kích vào nút đăng ký liên tục được xem các sản phẩm mà Thành Luân chúng tôi cập nhật hàng ngày. Hoặc quý vị có thể truy cập facebook.com/ đồ gỗ Thành Luân để vào fanpage của chúng tôi theo dõi các sản phẩm đặc sắc. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn quý khách trong những video tiếp theo.